Chào toàn thể các anh em nhé. Buổi sáng thì hai anh em đang đi thu vạc dính keo cũng như là vạc lưới này. Thì mô hình đây đánh là đánh lưới với cả đánh keo anh em. Đấy, trong cái thời điểm này anh em nào mà cần cái mẫu lưới đánh vạc hoặc là keo đánh vạc thì có thể là tham khảo nhé. Số điện thoại em để ở góc màn hình video ấy. Còn anh em miền Trung thì bắt đầu là vào đầu vụ đấy. Miền Bắc thì nó vào đuối đuối rồi. Đấy, còn anh em trong miền Nam ấy thì hiện tại anh em trong miền Nam bây giờ đang là đầu vụ vạc này. Đấy, số lượng lưới hoặc là keo bên cơ sở gửi đi cho anh em ở trong khu vực miền Nam rất là nhiều. Như hôm nay được 8 con anh ạ. Con này ướt hết nhỉ. Nó dính keo nó bị chằn xuống dưới con đấy béo. Vào mùa này thì cứ đàn nào mà nó ăn được thì nó béo lắm anh ạ. Đấy, còn đàn nào mà nó không ăn được thì nó gầy dơ xương. Mùa này đánh thì xương xuống anh em biết rồi. Về đêm thì xương xuống kinh lắm. Đấy là 5 con anh ạ. Béo. Lô này thì cũng béo anh ạ. Không bị khô vạc lắm. Đây, con này to này. Đó, còn vạc lưới thì đánh đây dính trực tiếp anh em. Sáng ra thì chưa muốn gỡ. Úi, vào đây để cắn được. Đây, vạc lưới đây. Thì giới thiệu qua một chút về cái lưới mẫu lưới này để cho anh em nắm bắt được nhé. Lưới này thì đây là mắt lưới 12 này và sợi cước là sợi 20. Đối với hàng lưới này thì là nó chuẩn sợi 20 thì anh em cứ búng thoải mái, không bao giờ sợ bị chạy mặt anh em. Đấy, còn số lượng vạc thì anh em thấy thực tế ở trên video thì một cái mô hình đánh đơn giản thôi. Đấy, cần vài con vạc xốp, đấy, một hai con vạc thật. Thì cái vạc xốp mô hình này thì ở bên cơ sở nhà em là có bán nhé. Thì bác nào mà có nhu cầu mua lưới này, đấy, vạc giả mà xốp thì anh em có thể liên hệ. Lưới này thì nó có hai khổ để cho các bác lựa chọn này, khổ 50m và khổ 100. Đây có cái loại cao 70 mắt làm 3 túi. Và cái loại cao 100 mắt là làm 4 túi đấy. Thế thì ví dụ khu vực các bác cần cái địa hình đánh lưới cao thì bên cơ sở là có. Và lưới thấp thì cũng có. Đây. Mặc vào thường thường mắc ác. Đấy. Mặc khá là ok đấy anh em. Đấy, con loa đài đánh vạc đây thì giới thiệu qua cho anh em một chút nhé. Đấy, một con loa check kèn này. HQ301 đấy anh em này. Đó. Một con toa 10 này anh em này. Đó. Toa 10 hàng Indo, thế là chơi được thôi, một cái âm ly. Đấy thì cả một bộ đồ của nó thì nó cũng rẻ tiền thôi anh em. Đấy thì loa với cả âm ly thì nó là cái giá cố định rồi. Đấy còn lưới thôi, anh em quan trọng là anh em lấy nhiều lưới hay ít lưới. Đấy, nhiều lưới thì nó đắt thêm tiền, ít lưới thì vẫn ok. Đấy, giá thì nó cũng chỉ có đôi triệu, đổ lại là một bàn đánh như của em đây là ok rồi. Đó. Đấy thì hôm nay cũng được khá khá, 8 con. Nhân với cả giá 70 làm 5,6 là ấm rồi anh ạ. Đấy, còn đây là riêng vạc thôi. Còn bàn đánh của bọn em ấy thì đánh nhiều loại lắm. Trích, sâm, rồi gà lước ấn. Thì trong cái thời điểm này những con chim di cư nào đi thì thường thường sẽ quay cho các bác xem đấy. Ok nhé, một video thì quay cho các bác xem về thành quả đánh vạc lưới đấy. Bây giờ chào các bác đấy.